Em à? Quay thôi. Quay cái đoạn này thôi, tiếp tục quay đoạn kia, lắp kia. Nhỏ bốn cái lớn bằng nhau mà, 1 2 3 4 nó chỉ nhớ trả tiền tiếp nhá, tiền công lắp nha, nghe không? Cười mà cười. Bà Giang bà bảo bà tự lắp được đấy à, quay đi chứ bà không biết đâu. Nhưng mà sao hay à? Mấy cái kia kệ của mình có hướng dẫn mà, kệ này không có, đâu có tờ giấy nào đâu. Kệ mình có tờ giấy thôi, trên mạng mà. Đâu giấy à? Kệ mình có tờ giấy mà. À, ủa trên mạng hay là cô trên mạng? Ờ, à, mình lên coi cách lắp kệ đúng không? Ờ, à, đúng rồi, trên mạng nó có. Mình nhớ mình cứ nói, ủa chị ơi, có tờ giấy đó chị. À, mình lại quên mất cái vụ là mình in trên mạng xuống. Thế để lát gửi cho mọi người cái đó. Ờ, à, để lát nữa in gửi cho mọi người cái file đó, mọi người nhìn cho nó rõ. Ờ đúng. Được á, Thọ ạ. 21 em đi thi người bí ẩn đi.
là chuyên người chuyên lắp kệ, chuyên làm lắp nghệ. Đang lắp mà. Họ đăng ký tham gia thì có tiền đấy. Đăng ký tiền đấy. Trời ơi, chắc đi góp thư của anh Ngọc em ơi. Anh Ngọc có gửi đi góp ở đây. Đó, đây, đây. Em chưa làm luôn, 12/22. Còn thôi mày làm đi, chắc tao là, đó, làm đi. Cái nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ của nhân viên sếp là làm những gì theo yêu cầu của sếp. Thầy là thầy, nhân viên nhắc lại, sếp làm đi. Cái này là riêng là sếp của thầy. Hôm nay riêng là sếp của thầy. Thương binh nhà ai hiểu, hôm qua tụi nó hẹn hò á. Em mới đăng ký, em mới đăng ký đi. Dạ không, cái lớp em còn đăng ký là bị full rồi. Full thì đăng ký lớp khác. Dạ, chỉ còn có mỗi lớp đó là em đăng ký. Còn này mấy lớp khác nó bị trùng lịch hết đó con. Trùng lịch môn gì? Dạ mất rồi, đi lại tiếng Anh một xe ạ. Suốt ngày mót guột mà vì mót guột thôi. Mót guột có thể đổi mà. Mót guột nó không tuần có buổi à. Mót guột nhưng còn open ra quán rồi lớp chưa được full luôn đó. Nó có full hết rồi, lớp nào cũng full hết trơn à. Full người đâu có vô nữa. Em đổi lịch của lớp kia như mót guột cô thấy hôm qua cô kiểm tra cô thấy là quá trời lớp còn chưa full. Dạ tại vì lớp mỗi lớp đó em không có bạn em. Trời đấy, đấy lý do chính đáng là học với bạn. Cuối cùng là lý do học với bạn. Cô giúp em được không? Rồi, để cô xem. Sao dạ? Lâu chưa? Đi đâu? Lâu hoạt động á, chơi quá hoặc là trật khớp á, nó bị như nào? Lâu đẹp hoạt động không? Lâu đẹp có vận động nhau? Biết là cái gì? Chắc là bên giới cùng quá à? Chắc là lắp một cái vít để ở bên giới cùng nó đỡ. Xong luôn. Bây giờ cô nhìn em cô thấy nhớ em giống Duy Mạnh. Hả? Cầu thủ đó. Hả? Không, cầu thủ á.
mẹ mới cái vợ hôm nay. Cái tóc giống. Chị Ngân rớt ở đâu không? Đó, đủ má. Đủ nha, cái kia nó sẽ 4 cái nữa hết. Rồi được coi. Ờ ha, thì nó có 5 cái hả? 2, 4. Rồi xong, đi đầu cái rồi. Hello MC tướng lại. Rồi, hai mày làm gì mày? Bây giờ nó đi cắt 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 kìa. Tôi nghĩ là như thế này, em lấy 2 cái này, 2 cái này, 1 cái này được rồi. Không á, thì em 2 cái này. Hai cái này đi còn cái này, ủa hai cái này đi còn cái này thì đâu có đâu tới đâu đúng không? Ai? Hỏi các coi, tự. Hết rồi.